Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng vậy thì ai có thể được cứu độ chúa giêsu nhìn các ông mà phản rằng đối với loài người thì không thể được nhưng đối với thiên chúa thì mọi sự đều có thể được bây giờ phêrô thưa người rằng này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy Vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo các ông rằng Thầy bảo thật các con Các con đã theo Thầy Thì trong ngày tái sinh Khi con người ngự trên tòa vinh hiển các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con ruộng nương vì danh thầy thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết và kẻ sau hết sẽ nên trước hết đó là lời chúa lời chúa Kitô người khen chúa kính thưa bạn chị em khi nói đến nhà truyền giáo lỗi lạc Thì không ai nhắc đến Không nhắc đến tên Của Thánh Francisco Xavier Từ thời niên thiếu Thánh Francisco Xavier Là một thanh niên tài giỏi, thông minh Với một cái tương lai sáng lạc Là một giáo sư ở môi trường đại học Là một người trẻ có đầy tương lai nhưng nghe người thầy người bạn của mình là thánh Ignacio nói câu kinh thánh được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ít gì sau khi nghe câu nói đó thánh Francisco Xavier từ bỏ tất cả từ bỏ tài sản từ bỏ danh vọng từ bỏ cả tương lai để đi theo Đức Kitô và bước đi trên con đường truyền giáo hay nói đúng hơn Thánh Francisco Xavier trở thành một nhà truyền giáo lỗi lạc và làm theo thánh ý Chúa vì ông dám chấp nhận từ bỏ những gì đang có để bước theo Đức Kitô. Vậy thì trong bài Tin Mừng chúng ta nghe đây là bài Tin Mừng nối tiếp với bài Tin Mừng hôm qua nói về một người thanh niên giàu có. Người thanh niên này làm nhiều việc đạo đức giữ những việc rất là tốt lành và nghe tin Chúa Giêsu và đến để xin Chúa Giêsu dạy cho mình một cái con đường nên thánh và Chúa Giêsu thấy anh ta và Chúa dạy anh ta là hãy bỏ tất cả tài sản của mình đang có mà đi theo ta người thanh niên này buồn rầu bỏ đi và trong tin mừng nói rất rõ vì anh ta có nhiều tài sản thì nhân cơ hội này Chúa Giêsu dạy cho các môn đề Về một cái bài học Hay có nói là một cái câu nói Mà Chúa có phần phóng đại Mà các nhà chú giải gọi là Chúa dùng một cái kiểu nói ngoan ngữ Là người giàu có khó mà vào nước trời Con lạc đà chui qua lỗ kim Còn dễ hơn người giàu có mà vào nước trời nếu như câu nói của Chúa Giêsu như thế Thì Tất cả những người giàu có đều không được vào nước trời sao Tất cả những người có nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều vật chất Không được cứu được phần rỗi linh hồn của mình sao Thưa không phải như vậy Thánh Doan Kim Khẩu nhận định về câu nói này Thánh Doan Kim Khẩu nói rõ Là Chúa Giêsu không lên án sự giàu có Mà Chúa chỉ lên án những người làm nô lệ cho nó hay là giống như câu tục ngữ pháp đồng tiền là một tin đầy tớ tốt nhưng nó sẽ là một ông chủ xấu vì thế mà ai mà sử dụng đồng tiền mà coi nó như là một ông chủ nghĩa là chính bản thân mình bị điều khiển bởi đồng tiền đó thì kể như là thất bại nếu để cho đồng tiền điều khiển như một ông chủ mà khi con sử dụng đồng tiền đó thì con sẽ bị nó điều khiển làm cho con trước tiên là xa cách Thiên Chúa mất đi sự sống thiên liên đó là những đồng tiền rơi vào tay của Juda Iscario người môn đệ đã vì đồng tiền bán thầy phản anh em phản thầy đó là những đồng tiền bất chấp sử dụng những đồng tiền đó là bị cám dỗ bởi đồng tiền và bị nó điều khiển Thứ hai, nếu để cho đồng tiền điều khiển con, con sử dụng nó sẽ làm cho con xa cách tình thân, cắt đứt đi tình nghĩa cha mẹ, anh em, những người thân thiết với con. Có những người bất chấp vì đồng tiền mà cha cha đạp không coi cha ra gì, không coi mẹ ra gì và coi thường cả anh em. Đó là những đồng tiền khi rơi vào tay của người anh cả trong chuyện ngụ ngôn người cha nhân hậu không có coi tình anh em là trên không có coi tình yêu thương của cha mà chỉ coi đồng tiền coi vật chất là trên hết mọi sự cũng nếu coi đồng tiền như là ông chủ thì khi sử dụng đồng tiền con sẽ cắt đi mất đi tình liên đới của những người xung quanh con đó là những đồng tiền khi rơi vào tay của lão phú hộ giống như trong truyện ngụ ngôn lão phú hộ và lazaro nghèo khó ngày ngày chỉ biết yến tiệc linh đình mà không có màng tới ai có đồng tiền mà chỉ biết lo cho bản thân chứ không biết giúp cho người anh em không biết nhìn thấy nỗi khổ của người anh em không biết sống trong tình liên đời và nếu con làm nô lệ cho đồng tiền đồng tiền sẽ làm cho con đánh mất đi chính bản thân con Chính những đồng tiền đã đưa con vào những con đường xấu xa tội lỗi Đó là những đồng tiền rơi vào tay của người con thứ Hay còn gọi là đứa con hoang đàn Trong truyền dụ ngôn người cha nhân hậu Khi có đồng tiền rồi dễ làm co cho con xa đọa khi có đồng tiền rồi dễ làm cho con đánh mất đi bản thân con Vậy thì đó là cách sử dụng đồng tiền Mà khi mình làm nô lệ cho nó Vậy thì bị cấm dỗ khi làm nô lệ cho nó Thì nó lại càng nguy hiểm hơn Khi kiếm ra những đồng tiền mà con coi nó Như là ông chủ của cuộc đời con Cái lỗi của người thanh niên giàu có hôm nay Là anh ta không chọn Chúa làm ông chủ Mà anh ta lại đi chọn đồng tiền làm ông chủ Chúa đặt cho ông ta lên hai cái cán cân một bên là tài sản của anh và một bên là ta một bên là thiên chúa anh bỏ bên nào và anh chọn bên nào để rồi bài tin mừng hôm qua nó rất là rõ anh ta buồn rầu bỏ đi anh ta không nói rõ là anh ta bỏ ai anh ta lấy ai nhưng qua hành động đó để cho chúng ta thấy rõ người thanh niên này chọn cái cán cân chọn cái gia tài chọn cái tiền bạc anh ta có anh ta không chọn thiên chúa cho nên qua đó cho thấy rằng khi người ta sử dụng đồng tiền đã kho còn đi kiếm đồng tiền mà làm nô lệ cho nó thì lại càng nguy hiểm hơn vì đồng tiền mà người ta bất chấp bất chấp để kiếm ra được đồng tiền đối với những người nghèo thì hay những người không có thì mình lấy lý do bần cùng sinh đạo tặc tôi phải không có tiền là con được quyền kiếm những đồng tiền bất chính có những người có đủ đồng tiền có đủ giàu có đã có tiền đầy đủ đủ ăn no mặc ấm vẫn tìm mọi cách để kiếm cho được đồng tiền để được giàu hơn để được có nhiều tài sản hơn vì khi làm nô lệ cho nó thì có người mình trở thành Cái lòng tham không đáy Bất chấp Đôi khi có quyền lực Thì chúng ta lại trở nên tham nhũng Trở nên hối lộ Trở nên tìm mọi cách Ở phía trước nó nên chữ liêm chính thật thà Nhưng ở phía sau hội trường Thì là cả những cái bóng tối Chen lẫn trong đó Vậy thì cho chúng ta thấy qua câu nói của Chúa Giêsu người giàu có vào nước thiên chúa còn khó hơn con lạc đà chua lỗ kim qua câu nói đó chúng muốn cho chúng ta ý thức hơn về việc đồng tiền của cải hôm nay thứ nhất đừng coi nó như một ông chủ của cuộc đời con thứ hai là con phải biết sử dụng đồng tiền đó không chỉ cho bản thân con mà con còn phải biết chia sẻ cho anh em con vậy thì để kết thúc bài tin mừng hôm nay tôi xin kể về câu chuyện trong sách suy si niệm về tựa đề đồng tiền nhân nghĩa để nói về một lão phú hộ giàu có ông ta tích trữ rất là nhiều vàng và tiền bạc thế rồi trước khi chết ông ta nói với một người đầy tớ trung tính khi ta chết người hãy đem tất cả vàng bạc tiền của mà ta có để vào trong cái hòm mà liệm cùng với xác ta để qua thế giới bên kia ta sử dụng nó thì người đầy tớ trung tính làm như lời chủ khi ông ta chết ông ta đem theo rất là nhiều vàng bạc và tiền của để rồi khi qua thế giới bên kia ông ta đi gặp một cái gian hàng buôn bán rất là hấp dẫn có đầy đủ mọi thứ ông ta hỏi một chén cháo người ta cũng nói một xu và hỏi một cái bánh cũng bán với giá một xu và người bán nói cho ông ta biết tất cả ở dưới này đều bán với giá một xu mà ông ta thì rất là nhiều vàng và tiền bạc ông ta nghĩ trong đầu nếu với giá một xu như thế này thì ta mua biết là bao nhiêu bao lâu mới hết được tiền bạc của mình và ông ta lấy một đồng tiền vàng ra để mua khi đưa cho người bán hàng thì người bán hàng trả lời ở dưới này chúng tôi không sử dụng đồng tiền mà mình đem đi mà chỉ sử dụng những đồng tiền khi còn ở thế gian biết cho đi ở đây chỉ sử dụng những đồng tiền cho đi thì qua câu chuyện đồng tiền nhân nghĩa này để cho thấy rằng chúng ta đã tích trữ được bao nhiêu đồng tiền về thế giới bên kia mình đang sống trong lúc mà có thể nói việt nam mình diễn tiến bệnh dịch rất là phức tạp rồi đang bị cách ly nhiều ngày và ở Vĩnh Long đây tôi tiếp tục cách ly thêm 10 ngày Đứa rồi có nhiều người nghèo, có nhiều người khổ Là cái cơ hội đang bây giờ cho con gửi những cái đồng tiền qua thế giới bên kia Là cơ hội cho con Chứ không phải là con không có dịp, con không có lúc Mà chỉ hỏi rằng lòng con có biết chia sẻ cho người khác không Con có dám bỏ đi những đồng tiền hay con âm thầm buồn rầu Mà bỏ đi những người thanh niên vì ích kỷ vì muốn giữ lấy cái tài sản nơi hiện tại mà con không có gửi đồng tiền nào qua thế giới bên kia vậy thì qua bài tin mừng hôm nay và qua câu chuyện những đồng tiền nhân nghĩa cho chúng con tự ý thức và tự hỏi bản thân mình con có coi đồng tiền như ông chủ của cuộc đời con không và con đã gửi được bao nhiêu đồng tiền qua bên thế giới bên kia trong cuộc đời con và nhất là trong lúc đại dịch covid này rất nhiều người đang chuyển và đang cần những cái đồng tiền của con để họ chuyển qua thế giới bên kia cho con amen